bạc là lông đi. Trời ơi, cái quần y dây. Đúng đi. Hello, Hiếu ơi, xin chào cả nhà. Tối ngày bài đặt xạo xạo đi biết kiếm chuyện không ạ? À, đi xin trường. Đó chỉ là một cái cớ tối ngày rồi đi cớ đi lụm quá, lụm. Giỏi quá, trời giỏi à. À, mình già rồi chứ không phải mình nhức đâu không biết cảm như ở sơn lụm đồng lụm và ông nói là làm giống như là mình nhức hay gì đó không biết cái gì nghĩ cái gì á làm thấy mình vậy á. Ủa kinh còn non lắm kinh ơi, còn nâu trời ơi lớn mà đặt qua mặt vậy á cưng. Mơ đi chiếc này là bằng ngay luôn nè, bây giờ này là tôi bây giờ mình là em đập sinh nó lúc bây giờ là muốn lụm phải không, lụm cho lụm sao đó nữa. Gì không rớt vậy? Trời ơi, nó mì. Tối ngày mì. Trời ơi, cái quần y dây. Cái này cho em. Với em nhắc bên thềm hai đứa sân dù lời ta mới quen chút kỷ niệm sao không đã quên đường xa nó quá xa rồi từ khi chia tay biết bao giờ ôi 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 alo còn ông nơi đây ngóng trong hoài một bóng hình chiều nay không có ai gió mơ về nghe thương ngắn
ngoại của cha. Đi ra ngoại của cha. Bị giống mặn má ơi, Mỹ Kỷ chợ mày mặn chát ra sao cho ăn trời. Giờ Mỹ Kỷ cút á, nó chợ mày gì nó mặn. Trời ta đời ăn tô mì uống mấy cả nước. Bỏ tài luôn rồi, có mì này. Mì gì mới là mì mới, ngon lắm. Bà hiểu ơi. Mặn muốn chết luôn rồi, mới ế, mới như ngon. Là thôi mình quảng cáo mì này ngon lắm, ông ăn thử coi, để kêu ăn mì của cũ quen rồi. Hãy đưa mì này sao ăn trời, mặn. Mì gì mà kia cũng ăn nó mặn chát, ai mà ăn cho được. Điện ăn vốn rồi, nên kêu lấy mì nãy cho tôi được rồi. Nên kêu lấy mì nãy cho tôi được rồi. Kêu lấy đâu, lấy mì thì mới, mì này ngon lắm, ông ăn thử rồi. Thử là ăn tôi chạy luôn. Tao bà gà này cho ăn nha. Một mai luôn. Ủa trời, ở đâu mà đây, ở đây lẻ hả? Đây tôi mới điện mà ra tới rồi. Tôi đi ăn cái bông này chứ đâu. Chứ tôi làm vậy? Cái bông làm cái chuyện chứ vậy. Chuyện gì trời? Ủa chứ không phải ông muốn làm nữa hả? Làm gì? Thì làm công chuyện. Chuyện gì? Ờ nè, bữa nay giải quyết cái vụ này đây. Vụ gì, vụ gì? Em bán cái mì gì, em nói sáng mì này ngon lắm. Mì này mới nè, em ăn thử rồi. Tôi ăn rồi thấy ngon lắm. Nè, ăn thử cái coi. Mì gì ăn thử? Thì đi ăn thử đi rồi biết. Ăn được phun đống luôn nè. Mì hôm qua tôi bán cho ông hả? Ừ. Mì ngon mà. Thì ngon đó nè, ngon nè, ngon đống rồi nè. Ăn gì nói nè. Nè, bắp cải nè, ngò gà, gai nè, hành nè. Dầu hộp đủ thứ để cho nó nấu đồ mì ngon làm vậy đó. Đó giờ tôi không có thằng mì nữa, tôi không ăn mì. Ủa mì ông ăn ke không ông đưa tôi. Mì ông ăn ke không ông đưa tôi. Không giỡn nha. Ke cái gì ăn giờ nó mặn chát nè. Mì, ôi mì mới nha. Chứ cái bây giờ bữa đó là mì hết mì của ông ăn, thường thường ông ăn hết rồi. Giờ thì tôi kêu ông quảng cáo ông bán mì mới. Quảng cáo gì, quảng cáo của này ăn gì nổi, em ăn cái nó mặn như muối lòi vậy, ăn cái gì? Trời ơi, xạo quá quên. Xạo trời vậy mặn. Trời ơi, tôi ăn vô một cổ một cái ha. Phun ra không kịp luôn, ăn tô mì uống mấy cái ra nước luôn. Xạo của tôi vậy vậy? Rồi tôi ở lần nè. Xạo đâu mà xạo, ăn thử coi bây giờ nè. Ôi, ke không cũng ăn, ôi, ke không cứ nè, ke không cứ. Ủa,
Ôi kè không. Kè gì trời, bán mì kỳ cục. Kè không. Trả lại nó mua mì khác ăn rồi. Ôi ôi. Đó, đền cho đền mì khác rồi. Làm gì đền trời. Trời ơi, chứ ăn có mì, ăn uống lạc xe luôn, ăn gì nổi. Lạc xe thì ăn đồ đã, rồi đổ cười đồ đền, thôi đừng có xạo. Bây giờ tôi ra đây nè, tôi hiếu được kiếm không nè. Với tôi làm gì? Ông nói ông ở ông đội lượm tôi nè, tôi ra đà lưng đi, lưng đi. Hãy để mấy nhau lần người ơi. Cái gì vậy hả đại? Đúng gì vậy? Đúng đi. Dạ. Đúng đi. Đầu nói cho đại gì vậy? Ủa, cái gì? Nó mèo là lắm đúng. Lắm đi mẹ. Lắm đi. Lắm đi. Gì vậy? Lắm đi mẹ. Lắm đi. Lắm đi. Gì vậy? Gì vậy trời? Ủa, cháu làm gì vậy? Kêu lên xong làm gì? Ông lục lụi đi đâu hả? Làm gì vậy? Lộn nè, muốn lộn lại đây lộn nè. Trời ơi. Gì từ từ nói làm dữ vậy, quạo gì vậy? Quạo gì? Hỏi tới giờ đòi lụm 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 lụm. Mất mớ gì mà đòi lụm đâu quạ. Thì có gì gớt tôi lụm thôi. Thì có gì gớt tôi lụm thôi chứ không lụm gì. Làm gì gớt? Có cái gì để gớt? Đâu ai đồ thiệt, đồ giả đâu mà gớt. Chỉ tôi lao không? Thôi thôi mày, giờ nó mày luôn kìa ông ơi. Thôi ông đừng có xạo, mày tao bán đàng hoàng. Giả quyết con mày đi. Đừng kêu, mày ke không rồi kêu tôi ăn. Ke, trời ơi, nghe là tôi không đánh gần. Ô ke không? Nghe nổi gì, nấu có mì rồi không ăn được miếng nào hết trơn, nó mặn như vậy rồi ai ăn cho nổi. Điện tôi có vốn nữa, tôi đi ra kiếm ông là tôi chưa chắc kịp kiếm ông rồi mắng vốn. Giờ không ăn vốn bây giờ em bán, không ăn vốn mà em ăn vốn mày. Ủa nói chuyện, mì ăn là mắc quá, nó không có ngon bằng mì mắc tiền, mì này rẻ tiền. Có 3.000 gói nè, mà đâu ngon. Mì 3.000 là cái hiệu này lạ nè. Nhưng mà lạ thì lạ, nhưng mà chú bán người ta khen không à? Trời ơi, người nào khen, người nào khen kêu vô ăn những cái tô này coi nè. Khen không? Ăn gì nấu à, khen. Không biết người nào khen cái gói mì này luôn á. Ê, thôi ông ơi, ông tào lao, ông kiếm chuyện, tôi ra đây, tôi ra giải quyết công vụ nào, ông đầu lụm tôi nè. Ông lụm, ông vỗ, ông lụm tôi đi. Nè. Trời ơi, chị, từ từ, ông làm gì dữ vậy trời. Phùng á, lộn lúa mày ăn nắng quá trời Phùng á. Trời ơi, cái ông nắng như vậy. Lộn vậy thôi. Giờ lộn không? Nói từ từ chứ làm gì trốn đạn gì vậy? Bây giờ lộn không? Ông lộn không? Ông lộn tôi chè à? Vậy từ từ nói chứ. Hết kiểu mặt ta. Trời ơi. Đâu đó, không có xạo nữa nè. Không có chốt khơi khơi nữa nè. Đụng 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 đụng. Trời ơi trời, làm gì coi hả? Tốt, tốt, tốt. Vì thì tự nói cho người ta làm gì đâu rồi ra. Tốt, tốt, tốt rồi mà người ta. Đi cũng cắn quá rồi, lội ra đó rồi khùng. Trời ơi, cái quần cái dây. Ủa rồi, cái tô mì đâu sao trời. Ra là không đền bọn gì hết, chưa mấy vốn để tô mì tự nhiên cái tát tát nước vô mặt mình. Tự nhiên cái tát tát nước vô mặt mình trời. Ê, nó béo gì luôn. Ôi dồi dồi. Alo. Ủa mà hồi nãy là lúc mà mới điện thoại là bả đâu bả ra tới liền. Sao trời? Rồi. Hiểu rồi luôn ha. Cái gói mì này là bà làm nè. Rồi bà ra bà tát nước vô mặt tôi, bà chạy đội nè. Chứ ai vô đây tự nhiên nấu gói mì mà ăn một cái không bật ngửa luôn à. Ăn gì nổi, mì nào hiến thức như vậy. Ăn vô mà ngược qua vô mặt mình nè. Dạ đó, cũng quạt nữa luôn, ông nội luôn mà thèm nói á. Bà chỉ chiêu nè, bà vẫn lạc thứ rồi thôi. Dạ, bà đầu lại cái tay chốt, mày lấy mày khác ăn. Đã rồi. Đó, ai?